Hello tất cả các bạn, mình là Lực Kim Việt. Hôm nay mình sẽ trở lại với game Dance Band 3. Thì các bạn đã nhìn kìa, một con quái vật. Thật ra bây giờ mình đã hiểu sai về cốt truyện. Sau khi mà mình coi đoạn intro, mình coi cái đoạn phim xong thì mình mới biết là bọn này đang sử dụng The Marker. The Marker nó có một sức mạnh rất là khiến cho con người trở thành những con quái vật. Và bây giờ thì mình đã biết hiểu rõ về cốt truyện rồi. Hai phần trước thì mình đã hiểu sai về cốt truyện, mình tưởng The Marker là tên gọi của những bọn kia, mà tên gọi của bọn kia hình như là Unitology vậy. Còn The Marker đó chính là một cục thử nghiệm, mà cái cục thử nghiệm đó chính là The Marker, là tất cả những người trong thành phố này sẽ bị biến thành những con quái vật. Mà mình sẽ làm gì để ra khỏi chỗ này đây? Quanh thành phố này đã biến thành toàn là quái vật rồi. Let's go. Stop. Đau hiểm. Oh no. Ây da. Ồ, công nhận mấy con quái vật này sức mạnh của nó cũng ghê thiệt. Đây này đây chính là sức mạnh của The Marker. Bây giờ người trong thành phố này chắc cũng biến thành là một quái vật khác trang rồi. Bọn này vậy đó. Mình nghe nói hình như cái này là để làm nguyên liệu gì đó, mình không nhớ nữa, của bọn Unitop Lưu Chi đã làm. Ồ, nhìn ghê quá. À xịn. Mình đài mà rồi. Giờ làm gì ta? Sao nó trời nó đã chắc, đéo thấy gì hết. Bực. Gino. Qua chân. Một nó xuất hiện. À, nhiều quá. Có thu hiểu ngay à. Bắn vào đứa kia rồi. Xịt mới vào thầu rồi, ăn hành liền. Man bật. Ok, let's move. Ok, đi thôi. Không có tìm kỹ là hả? Này, có. À, bây giờ thì bên này thì mình có thế này. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào hướng này. Đúng là hướng này rồi. Bây giờ mình xin súng. Titan, have you reached the extraction team yet? All dead. Danik got here first. Tất cả đã chết. Fuck. Then find a way out of the city. À, như là cái thằng mà mang áo trắng trắng đó chính là thằng đó, tên là Dennis, chắc nó là chủ của bọn Unitology. Washington Station's not far. I can ride one of the trains out. Good plan. See you on the track. Ok. Như vậy là chúng ta cần phải cái rời khỏi cái hành tinh này ngay. Chúng ta sẽ đi bằng con tàu hỏa để đi tới ngoài, mà chúng ta sẽ gặp Norton tại đường ray. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến chỗ tàu hỏa và chúng ta sẽ gặp Norton tại đường ray. Nhắc lại. Rồi quanh có sống. Ok. Phá.
Ok. Đây có người có SMX. Ồ, SMX chỉ có 12 à, chắc mẹ rồi. Let's go. Oh no. Oh no. Get out. Oh, jump in. Ah, oh, trời ơi, mặt gì? Cái mặt gì đẹp quá. Xem động tứ chi của ta đây à. Được có hàng à, xịt. Ôi nhìn cái mặt heo quá. Ok. Có máu. Rồi trong cái nơi này. Rồi let's go. Oh, đây là no trains. No time. Con vào. Okay. I made it to the train station. Chúng ta đã what about Danik's men? I lost some of the panic. This outbreak may buy us some time. We'll grab a train. Let's go. Danik. No good. Looks like the train was getting refitted with a new power car. So? So I have to put it back together. We'll do it fast. Danik's gunships are far off. We'll try to draw them away then. Be fast. Như vậy là chúng ta cần phải tìm chúng ta sẽ lắp ráp con tàu lại bởi vì chúng ta còn phải sử dụng thế nào ta à, đây là những cái thành phần của con tàu nên chúng ta sẽ lắp ráp chúng ta nó lại thành một con tàu. Đầu tiên thì nó nói là trong này đây là nó nói là F nhắm vào cái thứ mà hình ngũ giác á. Bây giờ đi. Ok. Gì đây? Coi thử nè. Đây à, không có được đó. Đây à, không được luôn. Bây giờ hướng này có lẽ là cái đào, đó chính là cái đào của con tàu. Có lẽ chúng ta sẽ đi bằng hướng này. Ok, như vậy chúng ta sẽ hít con tàu lại. All trains
đi rồi. Bỏ mặt. Như sao mới chỉ sắp đến đây rồi. Lên lên lên. Như sao mới sắp đến đây rồi. Just go. Haven't told me what happened to Ellie. Now's not the best time, I think. Is she alive? Last I saw her was at Keyhole Station. She said she was onto something big, shocked out to some secret coordinates, and then we lost contact. I know your ex-girlfriend very well. She's still alive and mad as hell. We haven't found her yet. Ellie vẫn còn sống. Quá đỉnh. Ok. God. Chúng ta đang ở một con tàu. À thế? Con trai tôi. Nó là chết. Dennis để giết nó và cấm mẹ nó luôn. Tôi xin lỗi. Đừng quan tâm, chúng ta là bạn. Chúng ta không phải là bạn. Cảm ơn đã cứu tôi nhé. Ok, chúng ta sẽ đi đến gặp. Ai đó? Captain Norton. Như vậy là chúng ta đang ở trên một con tàu gọi là US Arm. Bây giờ mình chỉ chơi tới đây thôi nhé. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe thì mình đã cảm kích điều đó. Và nhớ comment là nhớ comment chân tình vào nhé. Tiếc là cái video này không có hài hước lắm, nhưng mà cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình chơi game lần sau. Bye bye.